Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với showmangakida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại showmangakida.vn. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến một video nữa về mini world sinh tồn cực hạn. Hôm nay lại rất là vui, đây là cuối cùng tôi đã lại được lên CD sinh tồn cực hạn với ông rồi. Map của mình đang hơi bị lag một tí, các bạn biết tại sao nó lag không? Bởi vì tổ Sichua nhà nó đúng bò đẻ hơi nhiều, cho nên là bây giờ tình hình là tôi chuẩn bị phải đi sát sinh rồi. Tôi thực ra không muốn đâu, nhưng bây giờ bọn bò nó cứ đẻ nhiều thế thì bắt buộc là tôi lại phải thịt tụi nó thôi. À, với cả mình cần sao nữa các bạn ạ. Trên là chúng ta sẽ cùng lấy quà sao nhá. Mình có xin chị Thỏ rất là nhiều quà sao, tuy nhiên là chị Thỏ vẫn chưa gọi là ship được cho mình. Chị Thỏ bảo là đang Tết rồi các shipper nghỉ việc nên các shipper không ship được. Mà tôi đéo hiểu là shipper bên ngoài đời với shipper trong game nó có liên quan gì mà thiết đến nhau, mà tại sao lại không ship được khi mà đến Tết. Ừ, nhưng mà nói chung nôm na là mình trêu thế, chứ nôm na là cái hệ thống code của mini world đang bảo trì, đang bị lồng bàn ấy, thế là chị Thỏ không gửi cho tôi. Thành ra là anh ơi, tránh ra anh ơi, anh bán hàng chỗ này nếu thì em không mua đâu, nhà em giàu lắm rồi, nhà em kinh tế dư giả rồi anh ạ. Ok, ôi chắc đến lúc tôi phải chế thêm mấy cái gọi là xi măng với cả là than để chế thành cái thuốc nổ ấy, để tôi chế thêm mấy cái đạn pháo mới được, bởi vì là cần đạn pháo chứ không quả này hết đạn pháo thì an toàn các bạn ạ. Mình phải sửa cái áo tên lửa mà. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi là đi giết bò nha. Chúng mày cứ đánh nhau đi, số chúng mày tận rồi. Nhưng thôi được rồi, trước khi bọn nó chết tôi sẽ cho chúng nó ăn bữa ăn cuối đời các bạn ạ. Bữa ăn này nó kiểu bữa ăn ân huệ cho loài bò ấy. Nào ăn đi các bé á, ăn xong rồi là đẻ ra bò đi, xong nhanh rồi còn thịt bò lớn nào. Nó hơi buồn một tí là nó vừa mới đẻ thì đã phải chia xa nó với gia đình của nó rồi. À lộn nhầm, chia xa các con bò con với bố mẹ của nó rồi. Nhưng mà thôi các bạn ạ, bố mẹ nó kêu ồn với cái lắc máy quá, tôi phải thiến bố mẹ tụi nó thôi. A few minutes later. Bắt đầu cuộc thảm sát tại Tuyên Quang nào. Ngừng kêu đi, chuẩn bị tinh thần này các bạn. Mình sẽ dọn cái trường này trong vòng khoảng 20 phút. À lộn nhầm, không, mình nghĩ chắc là 2 phút thôi. Dọn. Oh yeah! 2000 years later. Rồi, cất tạm tàn dư của loài bò vào trong này cái đã các bạn ạ. Khổ thân quá, tôi giết hơi nhiều bò tôi cũng thấy ấy này lắm. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại nó là bò trong game thôi cũng kệ các bạn ạ. Bò ngoài thật chúng ta còn thịt để ăn cơ mà. Thôi bò là thức ăn chứ không phải là bạn. Nói chung là thấy hơi tội nhưng mà thôi cũng kệ các bạn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi lớn nha. Mình đang có 1200 sư mini. Mình đã quyết tâm là mình sẽ chơi lớn. Mình sẽ mua cái gọi là cái đống gói phụ kiện đạo cụ sinh tồn này này, để vừa có thêm nhiều pháo hoa này, vừa thêm nhiều các gói gọi là mở rộng, với cả là ngoài ra là có thêm trứng nữa, để kiểu có gì mình mở ra trứng các loài vật ấy để mình nuôi cho dễ. Với cả là mình sẽ gọi là lấy cái pháo hoa lớn là chính, để nhằm mục đích là mình thả pháo hoa lớn lên và mình sẽ lấy khoảng 1000 sao để phụ ma các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hy sinh 1000 sao và khoảng mấy trăm cái da để phụ ma bằng được lên gọi là thuộc tính. Ví dụ đào may mắn phải đào may mắn 5. Đây các bạn, đây là đống pháo hoa mà tôi gọi là vừa mới cậy gọi là tôi cậy két lấy tiền bố tôi nạp. Đúng là đầu quầy của ta. Thực ra không phải đâu, tiền tôi đấy. Thì đây, chúng ta có 20 cái pháo hoa sao lớn và mỗi cái tương ứng với 50 sao đấy, nhưng mình nhặt hết. Nhặt cái đống này hơi vất nên tình hình là chắc là mình phải gọi là bắn đây xong mình đi nhặt các bạn ạ. Thi thoảng nó sẽ rơi hơi lung tung bừa bộn một tí thì thôi chắc phải chấp nhận thôi. À không các bạn ạ, chỗ này nó rơi toang lắm. Mình phải kiếm một chỗ nào đấy kiểu nó bằng phẳng tĩnh lặng một tí mà kiểu nó rơi mà chúng ta có thể nhặt được gần như là toàn bộ ấy. Nó sẽ không bị mắc cây rồi các thứ nữa. Mình kiếm chỗ nào thật thoáng đãng. Chắc là cái hồ nước này có vẻ là ổn này. Nó sẽ không mắc cây nhiều và nó rơi dưới nước thì thôi mình cứ đi mò mặt các kiểu cũng được. Ok, chúng ta sẽ thả 20 cái pháo hoa sao lên trời. Ui, nhiều sao vờ lờ luôn các bạn. Nói chung là sao nhở, nó cảm giác nó vĩ mô hơn là cái pháo hoa năm mới. À, cái pháo hoa mặt cười. Cái pháo hoa mặt cười thì mỗi lần mình mua đậu mình sẽ được tặng các bạn ạ. Ngày xưa mình mua khá là nhiều su mini, thế là mình được tặng khá là nhiều. Cái đống pháo hoa mặt cười đấy mình phải có khoảng bao nhiêu cái nhỉ? Phải có mấy trăm cái. Ừ, 687 cái các bạn ạ. Lưu ý là gọi là mua được, khi mua được tặng đậu mini đó, mình sẽ có thể bắn cái pháo hoa lên để tạo niềm vui. Nhưng mà chả nhìn thấy cái mẹ gì cả các bạn ạ. Trời nắng quá. Ok, chúng ta sẽ còn nhặt sao các bạn nhá. Ok các bạn, tôi vừa hút chọn Azinon đến giọt dần cuối cùng. Gần cuối cùng thôi các bạn ạ, còn thừa nhiều lắm nhưng mà nó rơi lung tung phèng hết, tôi lười nhặt quá. Thôi cứ để đây, đến lúc nào mình nhặt cũng được mà các bạn. Nó có một vài sao thôi à, chúng ta sẽ cùng gọi là đi lên phụ ma các bạn nha. Úi sợi ơi, muốn chuột chuột liền.
gì chứ mía với da bò. Nhà tôi kinh tế nó khá giả đây, là nhà tôi đầy. Bây giờ tôi chỉ cần sao thôi, thì bây giờ sao cũng đã có rồi, các bạn nhìn kìa. Nó ghi 999 cộng, nó còn không ghi được cả da số luôn. Thì chúng ta sẽ cùng lấy da bò và chúng ta chế ra tờ giấy nhá. À, có nhiều bạn hỏi mình là cách nghiệp phụ ma như nào vậy anh? Thì bây giờ là mình cũng xin trả lời cho các bạn luôn. Đây, mình sẽ dạy các bạn cái cách để các bạn phụ ma luôn. Mình sẽ vứt tạm mấy cái món đồ mà mình không cần tạm thời không dùng đến tại đây. Xong rồi đến lúc mình sẽ gọi là cầm lại sau ha. Bên ta sẽ cùng gọi là lấy cái trang giấy, hay nói cách khác là một thứ được chế từ mía đường, và chúng ta sẽ kết hợp với da bò để tạo ra cái thứ nó gọi là tờ giấy. Và tờ giấy này có thể sử dụng để phụ ma các bạn nhá. Mía kết hợp với da, nó sẽ ra cái này. Còn cái một chồng da này là dùng để gọi rồng nha các bạn. Nhưng mà thôi được rồi, tạm thời chúng ta chưa cần cái chồng da này vội, chúng ta chưa gọi rồng vội ha. Chế là bây giờ chúng ta sẽ chế. Đây, 62 tờ giấy, đống này phụ ma thì sướng khỏi biết luôn. Bây giờ mình sẽ cùng phụ ma các bạn nhá. À, nhưng mà trước tiên là chúng ta phải sửa giáp với mũ các thứ đã. Chúng ta sau một lần đi mai về thì mặc dù mình có rất nhiều kim cương nhưng mà bù lại mình cũng thiệt hại rất là nhiều. Từ giáp mũ cho tới khoan các thứ của mình nó đều bị hỏng đi rất là nhiều. Mỗi lần sửa cái này á, ngoài việc tốn kim cương ra các bạn còn phải tốn cả sao nữa cơ. Cho nên là sao nó là một thứ rất là quan trọng. Nói chung là nó là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày rồi. Và bây giờ tôi cũng đang gọi là úi dồi, ok, sửa phát hết 11 kim cương. Quả này phải đi mai tiếp thôi các bạn ạ. Đây, chắc phụ ma 62 tờ thôi. Phụ ma nhiều quá là loài kèn đấy các bạn ạ. Ok, đốt cháy này. Có những thứ kiểu như là đốt cháy các thứ thì mình có thể để lại để mình có thể nâng cấp cái đốt cháy của mình lên ấy. Pháo của mình nó đốt cháy 2 thì mình có thể nâng cấp đốt cháy 3 ấy, thì nó khá là lợi đó. Và những cái bền các thứ này chúng ta nên để này. À không, hên xui, ở cửa lửa xạ kích để ok luôn. Có một thứ mình cần chú trọng cho các bạn biết, đó là ở tại gọi là các cái bộ đồ nó sẽ có một cái thuộc tính nó gọi là kháng hỗn loạn các bạn. Thì cái gọi là hỗn loạn này ấy, thì theo như mình nghĩ ấy, mình cũng không rõ lắm, nhưng theo như mình nghĩ thì cái kháng hỗn loạn đấy là được coi là kháng sát thương của cái con mà hôm bữa nó vừa vặn tôi chết ấy. Ơi ơi, đình mạch nhà đó chết rồi. Là cái con Gravity ở trên Horat ấy. Đấy, chính cái con đấy là cái con gọi là có thể được kháng bởi cái này. Cho nên là mình nghĩ là cái này gọi là có thể có tác dụng với con đấy. Nên là mình quyết định là mình sẽ kiếm mấy cái đấy để mình ghép vào các bạn nhá. 2 hours later. Mấy ông ơi, tôi phụ ma mẹ trời ơi, tối vãi rồi, tôi vẫn chưa phụ ma xong. Mấy ông ạ, nhiều quá, tôi lại vừa tăng thêm gọi là 100 tờ giấy nữa để tôi phụ ma tiếp. Ôi ôi, thật là vãi trưởng các bạn ạ. Thôi tôi lại phụ ma tiếp đây mấy ông nhá. Tomorrow. Rồi các bạn, chúng ta sau khi cho mấy con đi bò ăn rồi, chúng ta sẽ một lần nữa đi lên cái hành tinh của quái Horat đấy để kiếm bản vẽ các bạn ạ. Mình muốn kiếm thêm các bản vẽ của Horat nữa. Hôm trước mình đã kiếm được khá là nhiều bản vẽ ở đây để mình cho các bạn xem. Hôm trước mình có kiếm được một nồi các cái bản vẽ từ Horat luôn. Mình có thêm được các cái công nghệ mới này, như kiểu là chúng ta có thêm là cái gọi là bình oxy này, gói oxy, rồi mình để gọi là chứa oxy, máy bơm oxy, xong rồi là có thêm máy phân tích tín hiệu. Thực ra tôi mới kiếm được con tính đấy, tôi tưởng nhiều lắm. Mục tiêu của tôi đó là kiếm được cái khoan đồng các bạn ạ. Rồi, chúng ta lại lên Horat một lần nữa nào. Vâng, lại lên cái hành tinh của quẹt lần nữa. Hy vọng ngày đẹp trời nào đấy không gặp mấy cái con Gravity của Lin nó lại xích mình lại, nó hiếp mình như kiểu hôm bữa. Dây tà áo thôi đây. Ok, chúng ta cùng đi lên Horat các bạn nhá. Ok các bạn, thì mình đã lưu điểm hồi sinh là một chỗ khác, chứ không phải là cái chỗ hôm bữa nữa. Thì bây giờ cái vấn đề là như này này, là chúng ta sẽ phải trồng cây oxy để nếu như muốn lên Horat nhiều hơn. Cho nên là lần này đi thì mình sẽ gọi là đi lượm đặt khá là nhiều cây oxy về một tí để có thể gọi là trồng được khi mà mình về mặt đất ấy. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi gọi là lượm lặt mấy quả oxy nhiều nhiều một chút các bạn nhá. Rồi cái mình có chặt mấy cái cây rồi, trước khi về mình sẽ chặt cái mấy cái gỗ này để mình gọi là mình đem về để mình trồng. Nhưng mà cái đấy mình sẽ để sau đã. Còn bây giờ trước tiên sẽ cùng đi kiếm những cái gọi là quặng khoáng sản đã. Hôm trước mình mới kiếm được quặng đồng nhưng mà không nhiều lắm đâu. Rồi chúng ta sẽ đổi sang kỹ năng của Nini nha các bạn. Cindy nha. Mục đích là để tránh việc chúng ta ngã, chúng ta gãy chân đấy. Tại vì là ở trên này thì các bạn mặc dù các bạn nhảy rất cao nhưng mà ui, được quặng đồng Horat này. Đây là một loại quặng rất là hiếm đấy các bạn. Loại quặng này dùng để chế cái khoan đồng Horat các thứ đấy, cho nên là rất là cần luôn. Mình sẽ hạn chế đánh nhau mấy con ở cái hành tinh này nhá. Tại mấy con ở hành tinh này mạnh lắm mà đánh nhau với bọn nó mỏi tay vào lờ ra nên thôi tôi đéo đánh nữa. Vâng các bạn, thần thú duy nhất chúng ta đi được trên cái hành tinh của quẹt này chỉ có con này thôi. Mỗi con này là nó thở được trên cái hành tinh này cùng với mình đấy các bạn. Còn lại là các con đi thần thú khác thì nó vô tác dụng ở trên cái hành tinh này, nó mới cú nó vãi lìn chứ. Thôi tôi nâng tầm nhìn lên tôi đi bộ vậy mấy ông ạ, đi cùng con này chắc chết quá. Đây rồi các bạn ơi, mình kiếm được một cái gọi là tàn tích đầu tiên rồi. Mấy cái tàn tích này là xuống dưới này chúng ta đập hòn đá này ra này là sẽ có bản vẽ. Ôi, mình vừa được cái bản vẽ nó gọi là Illu thần bí với cả là bản vẽ công nghệ chuỗi mà như công nghệ chuỗi tôi có rồi mấy ông ạ. Cho nên là mấy cái bản vẽ mà có rồi này chúng ta có thể lấy cái gọi là chúng ta có thể lấy mấy cái này để chúng ta đi gọi là cái Illu thần bí là cái đá này để lưu điểm hồi sinh thì phải các bạn ạ. Thì cái
cái gọi là cái bản vẽ này này cứ có thể sử dụng để nếu như mà gọi là mình có gặp ông thương nhân ấy thì mình có thể gọi là đổi ông ấy để lấy được cái vỏ sò và dùng cái vỏ sò để mua được thêm nhiều thứ khác trên hành tinh này. Thôi chúng ta sẽ cùng đi kiếm tiếp các bạn nhá. Các bạn à, mình vừa thử thêm một con robot nữa để xem ra là có biến hình được không. Nhưng mà trên cái hành tinh này nó không cho mình biến hình các bạn ạ. Cay vờ lờ ấy. Kể cả như là đeo bình oxy và nó không cho mình biến hình hay sao ấy. Bực vờ lờ luôn các bạn. Không, chắc có lẽ là đeo bình oxy thì sẽ cho mình biến hình. Mình không rõ nữa, nhưng mà bây giờ hiện tại tôi chưa đủ nhân lực để tôi chế cái bình oxy. Khổ thế đấy. Đây rồi, tôi đi 1000 cây số tôi mới kiếm được cái tượng này để ăn mừng cho cái việc gọi là lại kiếm được một cái gọi là tượng Phật nữa. À lộn nhầm, ở một cái tàn tích nữa, một cái totem nữa. Vâng, tôi gọi là tôi sẽ ăn mừng cho cái này bằng cách gọi là tôi sẽ gọi là lên húp ở định mệnh nhà nó đấy. Hình như mấy cái này tôi có rồi. Chết rồi, công nghệ này mở chuỗi, à công nghệ này mở khóa mẹ à, cái định mệnh nhà nó công cay đấy nhờ, toàn chúng công nghệ mở rồi ấy. Xong cái rồi mình biết kiếm đâu ra ông thương nhân để mà mình gọi là đi bán hàng cho ông giờ. Bực mình ghê luôn á. Tại sao lại cứ không cho mình cái bản vẽ mình đang chưa có nhỉ? Rồi, không sao cả, kệ, ăn mừng vẫn là ăn mừng các bạn. Để ăn mừng cho cái việc gọi là mình đã húp được một bản vẽ đây, mình sẽ lên kia mình thiến mấy con ở trên Gravity kia để lấy may. Mọi mày, hôm trước mày húp tao mày cũng thấy vui đó chứ hả? Để tao cho chúng mày ăn lại này. Này thì ở định mệnh nó xì tả. Khó thế nhở? Ái da, ăn lại chưa? Mày biết đốt cháy tao bây giờ nó là đốt cháy bao nhiêu không? Nó là đốt cháy 4 đấy, nếu phải 2 với 3 gì nữa đâu. Đau giờ đó luôn. Đau chưa? Ai địch mạnh nhà nó nữa. Bắn chúng mấy con này khó ghê á. Ok, nó bé tí rồi. Nào. Nào, vô. Bố mày có khá hỗn loạn rồi. Bố mày sợ mày quá. Ừ thì khá hỗn loạn của bố mày level thấp, nhưng mà bố mày sợ chúng mày quá. Mày nhìn tao giống siêu nhân không? Mày nhìn tao giống siêu nhân không? À, cái địch mạnh nhà nó. À à. Ai. Này thì u địch mạnh bọn này máu trâu vờ lờ mấy ông bạn, nó phải khoảng 200 máu. Ờ đúng rồi, 200 máu thật. Ok luôn. Vô. Nhau vô mày. Ủa các bạn ơi, thu hoạch cá nhân để sau đã. Ở đây có quá trời mấy cái tàn tích con này. Ở đây có thật 3 cái lần. Ui thẳng hàng nhau như kiểu một vector vậy. Ui hùng giỏi toán, hùng giỏi toán, hùng giỏi toán. Thôi các bạn ơi, đừng chọi mình nữa, đừng bắn mình nữa. No. Đéo chơi bố, đéo chơi chúng mày. Bố hãy đi kiếm bản vẽ. Ok luôn. Ui định mệnh nhà nó yêu thần bí lồ má. Không các bạn ạ, à, thực ra nó là 4 cái. 1, 2, 3 và 4. Ui ôi, 4 cái bản vẽ liền. Kiểu gì chả có bản vẽ khoan đồng lô lát trong này. Không hổ ra không bất công, tôi kiếm tận 30 phút. Từ nãy giờ tôi kiếm chắc cũng tầm 30 phút rồi đấy. Không, từ giờ tôi chém gió lên đấy chắc mất 15 phút thôi. Nhưng mà nói chung là lâu ấy các bạn ạ. Ok luôn. Ui đây rồi, bản vẽ gì đây? Số Ilu thần bí. À bộ phát tín hiệu, hình như là cái này cũng là công nghệ tôi có rồi. Ơ chưa có à? Uầy ngon đấy. Được ngay các bạn ạ. Mỗi lần chúng ta đặt cái viên đá này vào chúng ta sẽ lưu được điểm hồi sinh các bạn ạ. Thôi xin phép mình không lưu ở đây nhá. Ơ mình vẫn đi hướng nào tới nhở? Các bạn ơi, thực ra tôi nhìn đi nhìn lại nó lại là 5 cái phải không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Hình ngũ giác. Vâng, hùng giỏi toán phát 2. Ui định mệnh sao chỗ này bọn này nó tụ tập đông thế. Ui nó tập sinh sản nhau đây đông vậy. Các bạn ơi, bàn luận ít thôi. Nói chém tiếng mán ít thôi. Ai định mệnh nhà mày ạ? Chém tiếng mán ít thôi. Trước khi bố phải đổi cáo thì cút nhanh ngay vào luôn. Mày ngươi trong nhà nuôi ở đây để làm cảnh à? Bực cả mình. Đấy rồi các bạn ơi, mình học được bản thiết kế thân bí rồi. Mình học được bản thiết kế đột biến. Nhầm. Bản thiết kế đột biến. Quá tuyệt vời luôn. Như vậy là tôi đã học được công nghệ đột biến rồi. Môi trường thực vật. Đây ta sẽ cùng tổng kết lại xem chúng ta đã thu được những bản vẽ gì rồi các bạn nhá. Còn một chỗ nữa mình chưa thu cơ. Ui rất nhiều các công nghệ luôn. Từ việc đột biến gà cho tới các kiểu các loại đá đây này. Chúng ta đều đã có hết rồi. Với cả là các loại máy rồi phát tín hiệu các thứ nữa. Nhưng mà nói thật với mấy ông, mấy cái phát tín hiệu này tôi đều biết xài. Cho nên là chắc là tôi nhặt về cho có. Chứ tôi yếu dùng mấy ông ạ. Người tối cổ tôi không dùng mấy công nghệ hiện đại như này. Tôi chịu, tôi không nổi. Tôi chế được súng bắn trứng mấy ông ạ. Với cả đây là gói oxy. À cái này mở khóa mẹ rồi. Tôi thấy là cái súng củ cải để bắn ra thành quả trứng rồi. Uầy, chúng ta cần Gravity Horat và quặng đồng Horat để điện trở. Như vậy chúng ta có thể chế được cái Gravity Horat rồi. Nhưng mà các bạn biết đấy, muốn gọi là thu được cái quặng đồng cái quặng Gravity Horat đấy, chúng ta buộc phải có cái khoan đồng. Nên là cuối cùng chung quy lại tôi vẫn cần cái khoan đồng để khai thác được hết mấy cái quặng trên mặt trăng này. À không, thực ra là chúng ta yếu cần. À không, chúng ta cần đấy các bạn ạ. Quặng đồng có thể là không cần, nhưng mà quặng Horat thì cần. Nhưng mà được rồi, không sao cả. Trước tiên chúng ta sẽ múc một đống khoan đồng đây đã. Và cái bọn này nó hơi bị phiền một tí ấy. Đéo hiểu nhà ai nuôi chó, cứ để chó sổng lung tung này. Húc húc con mẹ mày. Và vẫn cút. Này thì giao phối kết hợp, giao lưu kết hợp vừa thôi. Mày chỗ này không phải chỗ để phịch nhau đâu. Đấy rồi, một cái bản vẽ có giá trị. Súng móc.
Đúng rồi, đúng vậy, chúng ta đã chế được một cái nó gọi là súng móc. Nhưng mà rất tiếc mình lại nhận ra một điều là cái khoan đồng nó không dùng để chế cái này, mà cái khoan đồng á, cái quặng đồng dùng để chế cái này là chính các bạn ạ. Đây, súng móc dùng cái này di chuyển rất là nhanh, tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải có cái quặng Gravity Horat. Nên là nói chung á, mà muốn có cái này á thì bây giờ chúng ta phải đi kiếm được cái khoan đồng. Cuối cùng tất cả vẫn là khoan đồng. Má với khoan đồng. 2000 years later. Các bạn ơi, các bạn biết mình đã đi bao xa không? Mình đã đi khoảng 10.000 block ở trên cái hành tinh Horat củ quạc này. Chỉ để tìm thấy cái này thôi. Bản vẽ khoan đồng Horat đến mức tôi lại còn phải ngồi gọi là vừa ăn bún vừa làm cái này. Mấy ông nhìn này, mấy ông nhìn tôi vừa ngồi, tôi vừa ăn bát bún này, bún này, bún này. What? Bún tôi ăn cho mấy ông xem này. Đấy. What the hell? Bỏ cả ăn sáng chỉ để kiếm cái này. Cuối cùng đã kiếm được rồi. Yes, khoan đồng Horat. Mày à, gần chết, tôi mệt vãi nổi, tôi mới kiếm được cái này mấy ông ạ. Ui, chúng ta đã chế được một thứ nó gọi là khoan đồng Horat. Và chúng ta cần phải có cái này để chế được ra những cái gọi là thứ đặc biệt hơn ở cũng như là kiếm được những thứ đặc biệt hơn ở trong Horat. Và thì như tôi vừa bấm nhầm một cái gì đấy rất là bậy bạ các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chế cái củ quẹt này nha các bạn. Những cái bản vẽ đến từ Horat nó khá là quan trọng ấy. Cho nên là mắc răng. Đợi tao xỉa răng cho tao nói chuyện nhé. Cho nên là chúng ta sẽ gọi là để dành những cái mảnh bảnh vẽ này hết sức có thể. Nên chúng ta sẽ gọi là chặt gỗ nè, đào đá nè, tiết kiệm slot thôi. Chúng ta sẽ chế ra một cái khoan đồng Horat cái đã. Như vậy là cuối cùng công nghệ đến từ Horat cũng đã gọi là chính thức gọi là gia nhập với lại là hành tinh của chúng ta. Để tôi lưu điểm hồi sinh mấy ông ạ. Chúng ta có cái đá này để lưu điểm hồi sinh này, các bạn đặt vào đây là nó sẽ tạo oxy và nó sẽ lưu điểm hồi sinh cho các bạn ở đây nhá. Rồi, chúng ta sẽ chế ra khoan đồng Horat. Như vậy mình đã học được công nghệ mới rồi và nhân tiện là ok rồi. Ôi, tôi tạm thời tôi sẽ để đây đã mấy ông ạ. Tôi còn mấy cái gọi là cái tượng nữa nhưng mà tôi chưa kiếm được bản vẽ cơ. À tôi chưa lấy bản vẽ cơ nhưng mà thôi được rồi. Chúng ta sẽ cùng đi về giải tán quốc hội. Ở trái đất mưa à? À không, nếu phải mưa các bạn là nó đang tối. Ui con lu con bo vẫn đang ngồi đây này. Mẹ. Ôi tôi kiếm mệt gần chết boy. Ôi mày ngồi bắt kéo rồi mày chết sao? Nó xuống dưới này lag quá các bạn ạ. Chắc tại mình đang bật tầm nhìn tối đa mà cũng phải thôi, mình bật để mình tìm trên Horat mà các bạn. Rồi như vậy chúng ta đã có một mã các bản vẽ đến từ Horat. Chúng ta sẽ vứt tất cả những thứ liên quan đến Horat vào trong một cái một cái thùng như này để chúng ta có thể gọi là dễ dàng tìm kiếm hơn những thứ liên quan đến Horat ha. Rồi như vậy chúng ta đã có khoan đồng rồi, đến lúc chúng ta sẽ cần phải phụ ma cho cái khoan đồng này. Và trước tiên tôi sẽ phụ ma tốc độ với cả là đào may mắn cho cái củ quẹt cái đã. Nó sẽ là một cái thứ rất là hợp lý để tôi đào các cái thứ ở trong cái thành hành tinh này một cách nhanh hơn. Rồi như vậy hôm nay mục tiêu kiếm được các bản vẽ của Horat rất nhiều hơn nữa là cũng đã gọi là chúng ta đã phụ ma xong. Thì trong tập sắp tới thì mình sẽ gọi là làm tiếp những cái thứ mà mình còn thiếu nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ gọi là cho các công nghệ Horat gia nhập vào với lại là cuộc sống để cuộc sống ta được nâng cao hơn. Nhân tiện là mình triệu hồi một đội thổ dân để gọi là cho vui nhà vui cửa nữa. Nên là được rồi, chắc hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Còn hôm nay tập xin mời các bạn Mini World tập 9 thì phải sẽ dừng lại tại đây thôi. Nếu bạn thích đừng quên lại cho xin một like, đừng quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ cái thông báo nào về kênh của mình khi ra video mới nhất nào. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye!